Với lời chào của em An đến tất cả chị quý hàng thân yêu, chào mừng tất cả chị đã đến với kênh YouTube An Ô Tô Cũ Bình Dương, kênh bán hàng duy nhất của siêu thị ô tô Bình Dương. Em Hoàng An ngày hôm nay lên sóng giới thiệu đến chị một mẫu xe mới nhất vừa có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương. Và trước tiên để giới thiệu mẫu xe này, em An chúc tất cả chị có những phút giây thật thoải mái, thật vui vẻ khi xem video của kênh YouTube em An. Hãy ưu ái em An bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ kênh, đặc biệt là hãy nhấn nút bên cạnh để nhận những thông báo mới nhất về các mẫu xe đang có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương anh chị nhé. Và anh chị cần mua bán trao đổi xe alo cho em An. Đặc biệt anh chị nào mình có người thân bạn bè cần mua xe hay bán xe thì cũng alo cho em An giới thiệu giúp em An, và chắc chắn là em An sẽ gửi chút tiền cà phê cho anh chị nhé. Cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Rồi ngày hôm nay thì em An muốn giới thiệu anh chị một mẫu xe của thương hiệu Toyota. Trước mắt chị đó chính là chiếc Toyota Yaris sản xuất 2019 bản G số tự động, hàng nhập Thái, máy 1.5 thôi. Rất đẹp đúng không ạ? Một cái chiếc xe với kiểu dáng rất là nhỏ nhắn, gọn gàng và cực kỳ là đẹp, trẻ trung đúng không? Đuôi ngắn hatchback anh chị nhá. 2019 bản G. Xe này mang biển số Bình Dương 1 chủ đồng. Và chiếc xe này thì bên em mua ngay chủ luôn, 61A68316. Xe này có đời 2019 nhưng đã chạy 50.000 rồi. Một chiếc xe mà chủ xe đi công tác á, nên là cứ đi đi lại lại thôi, chú không kinh doanh. Nhưng mà điều đặc biệt là chủ xe đi rất là kỹ. Em có thể khẳng định chiếc xe này nước sơn zin gần như tuyệt đối luôn, nước sơn zin gần như 100%, rất là đẹp, cực kỳ liền. Và chủ xe đi rất là kỹ. Một chiếc xe mà chủ xe đi kỹ á, anh chị mua được xe rất là đáng tiền luôn. Rồi phần đầu xe thì thực sự ra thì Yaris này nó cũng gần như là một chiếc Vios G đúng không ạ? Cũng không có nhiều thay đổi đâu. Phần đầu xe, cụm đèn pha đây, cụm đèn pha dạng thấu kính có giải LED định vị, dưới này một giải LED nữa anh chị nhá. Đó. Và tất cả những cái hốc mù này hay là cái mặt ga lăng đều là chi tiết phần nhựa màu đen. Đó. Toyota thì rõ ràng luôn luôn là tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ thôi. Cái đấy thì không phải nói nhiều, quá nhiều. Và ở thế hệ 2019 này thì kiểu dáng đã trẻ trung hơn, bắt mắt hơn, cái tính năng an toàn cũng quá là đầy đủ rồi. Đó. Và thân xe thì trang bị mâm phay anh chị nhá. 4 tháng đi ABS và bản này thì cũng đầy đủ những tính năng an toàn. Đây vỏ theo xe hết ạ. Tuần thứ 23 năm 2019. 2 năm rồi chủ xe chạy 50.000 thì cũng không phải là nhiều anh chị ạ. Đó, chủ xe đi công tác vào đây. Anh chị có nhìn không? Xe này em chưa đánh bát, nhưng mà đây, lắc này còn keo zin luôn này. Đó, các cốc cảng còn nước keo zin luôn. Rất là kỹ, xe này em đánh bóng nữa thì tuyệt vời luôn, tại vì xe này mới về thì em mới rửa qua thôi. Một sinh nhan báo giá tích hợp ở gương chiếu hậu này. Các tay cửa đây đều mạ chrome hết và có khóa cảm biến thông minh. Chén cửa cũng đã vào cho chị, về mưa phim cách nhiệt vào full rồi. Và giá bán hiện tại cho một chiếc xe đẹp chuẩn đồng hồ không lỗi đang là 608 triệu, giá luôn luôn còn thương lượng anh chị nhá. Đó, 4 tháng và tất cả vỏ teo xe hết, hàng nhập Thái. Đây, bộ mâm đúc là răng 16. Đó. Anh chị có thấy bên trong không? Rất là đẹp nhá. Đó. Đây, anh chị ơi, nước sơn zin này, cái càng sau của nước sơn zin này, thì những cái lắc keo zin này đây anh chị này, cái lắc keo này của hãng là sẽ không bao giờ mất được này. Đấy, nước sơn zin tuyệt đối luôn, xe đi quá kỹ đúng không? Rất kỹ luôn. Anh ấy chưa có cọ quẹt bất cứ một chi tiết nào cả. Ở đằng sau này là hai mắt cảm biến lùi này. Đó, một cái cam lùi tích hợp sẵn rồi. Đuôi ngắn thì nó sẽ chắc chắn nó sẽ có một cái gạt nước mưa ở đây. Đấy. Đằng sau này là một cái biểu tượng của Toyota và có một cái phần mũ này, mũ màu đen bóng rất là nổi bật đúng không ạ? Trên đây thì có anten vây cá mập rồi. Đó, bản G anh chị nhá. Cụm đèn hậu sau em rất là thích luôn. Cụm đèn hậu sau thì cũng một dây LED này. Đấy, cụm đèn hậu sau dây LED cực kỳ cá tính và đẹp luôn. Sau này thì hai đèn phản quang bên dưới, form dáng khá là trẻ trung và thể thao đúng không ạ? Đặc biệt là rất là thích hợp đi trong địa hình đô thị. Đây, gầm máy đây, anh chị cùng chiêm ngưỡng nhá. 2019, một chủ từ đầu, 50.000 km, không nhiều và không ít, đúng chuẩn luôn. Và nước sơn zin gần như là tuyệt đối luôn. Đó, những cái lắc, đây, những cái góc cảng này, anh chị thấy không? Nước sơn zin còn luôn, quá tuyệt vời đúng không? Một chiếc xe tuyệt vời luôn. Này đánh bóng nên rất là mới. Thật ra một chiếc xe mà chủ xe đi nhiều đi ít không quan trọng, bằng cái vấn đề là chủ xe có đi kỹ không. Đó, nhiều chiếc xe mà chủ xe đi ít nhưng lại không kỹ, cọ quẹt sơn dặn nhiều. Đó, một chiếc xe này anh chị có thấy không, rất là mới. Chơi chiếc Yaris này đây, 4 tháng đây nhá. Đó, rất là mới, mâm phay cũng gần như là chưa có một vết chảy xước nào cả. Đó, bên trong này quá sáng và sạch quá. Đó, đẹp rồi. Em An sẽ cho anh chị tham quan phần đây, khoang hành lý nhá. Đây là đang lốc cửa. Đây,
đuôi ngắn hatchback, nhưng mà em nghĩ là khoang hành lý này cũng khá ổn luôn ạ. Này, chủ xe vào một cái ốp cái lót sàn bằng nhựa này. Đấy, cũng khá ổn này. Đây thì có một cái ngăn chứa phụ đây để những đồ nhẹ. Những cái chi tiết ốc này chữ đấy là chưa tháo mở nhá. Xe cũng còn thơm mùi xe mới luôn. Đó. Xe rất là kỹ này, đây cũng đưa những cái bịch chống hôi này, cà phê này, những cái bên này nguyên bản hết, như mới đúng không ạ? Hai bên này tuyệt vời luôn đúng không ạ? 2019 một chủ từ đầu chuẩn đồng hồ, có nước sơ zin gần như tuyệt đối. Đó. Sơ cua này chưa lăn anh chị ạ, vỏ sơ cua chưa lăn. Đó. Quá tuyệt vời đúng không? 608 triệu ngân hàng có thể hỗ trợ cho anh chị khoảng 75% giá trị xe. Đấy, vỏ sơ cua chưa lăn anh chị nhá. Quá đẹp. Rồi. Đây. Bên đây cũng vậy, mình đồng rất là đẹp, thẳng căng luôn. Đó, thẳng căng luôn, các tay cửa mạ chrome. Nước sơn zin cũng là tuyệt đối luôn. Rất là mới đúng không ạ? Đấy, vỏ theo xe hết ạ. Vỏ theo xe hết. Sáu trăm lẻ tám triệu nhá. Đây sẽ cho chị xem phần khoang động cơ. Và chiếc xe này là đăng ký lần đầu là ngày 17 tháng 10 2019, một chủ từ đầu luôn. À, chưa sang tên đổi biển. 17 tháng 10 chị nhá, 17 tháng 10. Ok, đây. Máy này thì sử dụng hộp số vô cấp, máy 1.5, mức tiêu kiệm nhiên liệu rất là cao. Đó, cũng không khác gì cái máy của một chiếc Bios đâu ạ. Và máy này thì em ăn chưa rửa nhé, nhưng mà tất cả những cái chi tiết này là nguyên bản này, không tháo mở bất cứ chi tiết nào cả. Rất là liền xe. Ra đít này chiều dài 4m45. Đấy. Chiều rộng 1m730 và chiều cao 1m5. 2019 nhập Thái. Đó. Rất đẹp luôn. Ok. Đấy, tất cả những cái chi tiết là nguyên bản tuyệt đối chị nhá. Quá mới luôn. Máy nổ rất êm, những cái chi tiết carbo này, tem zin này còn nguyên này. Này thì em sẽ cho anh em rửa qua đó. Tại vì nhiều khách hàng lại thích xem cái trường hợp máy đang ở trạng thái như này. Cũng cực kỳ đẹp. Xe này thì anh ấy bảo dưỡng hãng đầy đủ hết anh chị nhá. Bảo dưỡng hãng lịch sử đầy đủ hết. Rồi, và phần khoang động cơ đi ạ, à, nội thất đi ạ. Khám phí thì đến tháng 4 2022 ạ. Đây, nội thất ghế da vào đây thì chủ xe có một cái lót ghế đây. Đó, ngồi khá là êm đó, chống mồ hôi. Và ghế da này thì cũng là màu kem hết, các táp bi cửa cũng là màu kem. Đó, gương kính chỉnh điện, gương cục trong đầy đủ hết. 608 triệu. Mặt táp lô, táp bi cũng khá là giống vài ớt luôn ạ. Có duy nhất cái trần này là hơi khác biệt một chút thôi. Đó. Trần thì màu đen. À, cực kỳ đẹp đó. Ok, vô lăng 3 chấu đây. Tổng xa 55.574 km, chuẩn chỉ đồng hồ. À, rồi, một cái màn hình giải trí ở đây. Theo xe, cam lùi rồi. Điều hòa auto chị nhé. Bản này thì Yaris thì có điều hòa auto này, tự động này. Khóa đây là thông minh này. Sử dụng hộp số tự động vô cấp. Mà tất cả những cái chi tiết nhấn nhá đều là những chi tiết mủ màu đen bóng này. Cực kỳ nổi bật đúng không? Hộp số vô cấp. Bản này cũng 7 túi khí an toàn rồi. À, không thiếu thứ gì cả. Trần hỉ trên khá là đẹp đúng không? À, trần hỉ cực kỳ đẹp luôn. À, mới tinh 2019. Các bậc lên xuống để úp. 2019 đó. Các ốp bậc lên xuống inox chống chảy xước này. Như mới luôn. Và bao chuẩn chỉ cho anh chị, bao test hãng thoải mái luôn. Xe này sơn zin gần như tuyệt đối và keo chỉ không mất một phần nào. Đi rất là kỹ anh chị, có thể những cái chi tiết nhựa này không có một vết chảy xước nào. Một chiếc xe đi 50.000 nên chủ xe đi kỹ, anh chị cũng gần như là mới đúng không? Xe đi rất là kỹ luôn. Chất xe đẹp, chuẩn chất luôn. 608 triệu nha. Yaris thì mức giá nó sẽ không mềm một chút nào đâu, luôn luôn là cao. Từ trước cái này rồi, Yaris giá, Yaris rất là cứng giá. Nên là anh chị nào mình thực sự thích mẫu xe này thì mới sở hữu. À, đó, cửa số đây.
Ok. Các bậc lên xuống đã ốp inox hết rồi. Và nhấn nhá là những cái chi tiết kết hợp nhựa màu đen này, nét bóng này cực kỳ nổi bật. Đó, 7 túi khí an toàn. Đó, rất là mới nhé. Hàng ghế đây, anh chị có thể thấy hàng ghế. Hành lý quá là rộng luôn. Coi nội thất đây, khá là thoải mái, rộng rãi luôn. Đấy, anh chị có thể ngồi đây khá là gọn. Một chiếc xe thì xe gia đình mình đi khoảng 5 người. Ok, đúng không? Xe gia đình thôi, nhỏ gọn trong đô thị. Hợp lý rồi đúng không ạ? Không quá rộng và không nhỏ. Thiết kế rất là trẻ trung và thể thao. Xe rất là đẹp rồi, chỉ bàn về giá thôi. Chiếc xe này chuẩn chất luôn anh chị nhá. Ok. Rồi. Anh chị ơi, trên đây là mẫu xe Toyota Yaris G219 số tự động, máy 1.5 bản nhập Thái, chuẩn đồng hồ và lức sơn zin gần như tuyệt đối mẫu xe này. Mang biển số Bình Dương 608 triệu, cho một xe đẹp và giá luôn của thương lượng anh chị nhá. Và anh chị quan tâm thì alo cho em An hoặc lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương để xem xe và trải nghiệm mẫu xe Yaris vô cùng đẹp, trẻ trung và thể thao này. Cảm ơn chị và xin hẹn gặp lại anh chị ở những mẫu xe tiếp theo. Chúc tất cả anh chị thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin gửi chào.